Ok, và hello anh em nhé. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Pixelmon nha anh em ơi. À, cái này đúng là dạng kiểu Pixelmon. Nó là một tựa game giống thôi, chứ không phải hoàn toàn giống 100%. Nó chỉ là hơi hơi giống, nhưng mà cái được cái màu sắc nó rất là đẹp. Mình rất thích cái kiểu màu sắc cái kiểu này. Rồi anh em ơi, let's go vào game nào. Đây là đâu? Tôi đang ở đâu đây? À, con này hôm nào vừa bắt được đây. Ồ, con gì kia? Con này khác hoàn toàn so với cái con. À không, con này mình có rồi. Con rồng này tôi có rồi anh em. Tôi có rồng này rồi ha. Đây đây, đây đang bắn. Bắn thẳng. Ô, bắn xịt thế nhở? Mình hay bị bắn xuống dưới quá anh em ơi. Không hiểu sao bị bắn xuống dưới này không trúng anh em ạ. Vấn đề là con này không trúng à? Ảo ma thật sự luôn. Thôi, em bắt tờ luôn anh em ạ. Tại vì con này nó khỏe quá. Con này là mình chết rồi. Con chính của chúng ta chết ngoéo. Bó tay chống con luôn ha. Rồi mình còn rất là nhiều con xịn sò để có thể review cho anh em ạ. Ô, mình nhớ là có một con đây. Con này review được này. Con này sao công yếu nhỉ? Con này chưa tiến hóa cơ anh em. Evil lên. Ồ, thấy chưa? Đó. Đấy anh em ơi. Con này con rồng luôn ha. Nhìn trông được phết. Đấm nhau với con rồng lừa. Con rồng kia là một cái gì đó. Nó rất là mệt, rất là khó anh em ạ. Chắc tôi sẽ kiếm một kẻ địch khác để đánh thôi. Con này là con ấy này. Con Blastoy. Mình bắn băng à anh em. May nó dạng 1 ha. Hai con bắn nhau anh em. Mình đang chiếm cái ưu thế khá lớn. Nó bắn nhiều khi nó không trúng mình cơ. Tốt rồi anh em ơi. Mình không bắt. Stop catching thôi. Dĩ nhiên mình không bắt rồi. Mình đang luyện cái con này mà. Con này là con gì đây? Mà tấn công đánh không cho nó lên luôn. Ô, kêu vẫn lên được anh em ạ. Nhưng mà mất đến 50% máu rồi. Ui, chúng ta chưa tập cả cái quả cầu lửa hay cái quả gì ấy. Ok, con này mình cũng không bắt luôn. Lý do tại vì là cái này là cái máy làm kem trộn ạ. Uầy, kem với cục xít vãi nồi anh em ạ. Kem xít với con gì nhỉ? Kem xít với con rán ạ. Ui my gosh. Kem trộn anh em ạ, sợ quá. Được đấy, nhưng mà mình sẽ tải game này thử về xem. Nhìn có vẻ khá hay. Desert the ice. Desert the ice. Game có vẻ hay. Rồi, con kia nó biến đi đâu mất rồi. Rồi, chúng ta sẽ lấy thêm kim cương nhé. Lấy thêm mấy cục kim cương ở đây ha. Búa so lửa. Ok, con gì á? Kêu con gì anh em ơi? Con gì đây? Sao đi xuống dưới nước vậy? Pikachu đột biến á? Xin kêu con Pikachu đột biến anh em ạ. Đứng xuống dưới nước là được. Snorlax dạng 1. Ngoài thiên nhiên cũng có vài con, nhưng mà hầu hết là đều dạng 1 anh em ạ. Snorlax thì con đấy là không phải Snorlax, con đấy là dạng 1 Snorlax. Nó có gì nhỉ, mình quên mất tên rồi. Tôi đang đứng đây đợi để đợi xem một vài con nó xuất hiện rồi. Đang đợi con gì đấy? Snorlax đấu anh em ơi.
đấu nó mới xuất hiện được. Tiêu diệt kẻ địch thì nó mới xuất hiện được. Ok. Tấn công luôn. Ôi, tôi bị choáng anh em ạ. Choáng rồi. Nhưng mình sẽ không bắt. Đó là điều dĩ nhiên. Đây là con Pikachu mà, đúng không? Đâu nhỉ, mình sẽ lấy con đấy của mình ra nhé. Đâu à? Water Shuriken. Mình có nhiều Pokemon quá. Đây là Green Ninja. Mắc luôn rồi anh em ạ. Mắc cấp độ tiến hóa thành Green Ninja, Mega Green Ninja rồi. Mắc cấp rồi đấy. Để giờ đấm nhau với con thỏ bên kia. Chúng ta không nên đi đâu xa anh em ạ. Chúng ta nên đi loanh quanh ở chuẩn chỗ này thôi. Đi xa không được. Đây. Bắt con gì không nhở? Ok, tấn công anh em ơi. Đúng rồi, mấy con này là yếu mà. Mình là chuyên gia đánh cận chiến ấy. Vãi lều. Chết rồi, chưa kịp hồi rồi. Ui ôi, con này mà sao lại thua được cái con nhỉ? Mấy con bắn xa nó vẫn có lợi thế hơn là so với mấy con bắn gần của mình em ạ. Dù mắc cấp nhưng mà tiến hóa cũng khó dã man luôn. Dễ đâu. Yeah. Không hề dễ dàng để tiến hóa một tí nào luôn. Rồi. Xuống giờ luôn. Rồi, anh em ơi, tôi sẽ cần phải hạ nó. Vãi lều. Thua rồi. Đấy, anh em ơi, cuối cùng tôi đã hạ nó bằng một cái may mắn á. Rồi và chúng ta skill nhé. Xin chào lại anh em nhé. Bye bye.